Trong khi đó, vào chiều ngày hôm qua tại Hồng Kông, Trung Quốc, một cuộc biểu tình lớn cũng đã nổ ra với sự tham gia của hơn 120.000 người nhằm phản đối bạo lực và hành động để chiếm lĩnh Central, khu vực vốn được coi là phố Wall của Hồng Kông. Đây được coi là cuộc biểu tình lớn có quy mô lớn nhất trong gần 30 năm qua do phe thân chính quyền ở Hồng Kông tổ chức nhằm vào phe đối lập. Trên quãng đường tuần hành dài khoảng 4 km đi qua các quận Wan Chai và Admiralty, những người biểu tình dâng cao các biểu ngữ phản đối chiếm lĩnh Central, hô vang khẩu hiệu cho rằng chiếm lĩnh Central là hành vi phi pháp. Chiếm lĩnh Central cũng giống như tự làm tổn thương chính mình, không ai muốn chuyện đó xảy ra cả, chắc chắn phải có cách khác để thể hiện tiếng nói của mình. Chúng tôi ủng hộ chiến dịch chống chiếm lĩnh Central. Cuộc biểu tình có chủ đề Đại tuần hành tổng tuyển cử hòa bình, chủ yếu là nhằm phản đối phong trào chiếm lĩnh Central do phe đối lập phát động, ủng hộ chủ trương thúc đẩy tổng tuyển cử bầu trưởng đặc khu vào năm 2017, theo quy định của luật cơ bản.